Cá Đồng Hồi Lốc kính chào các bạn. Sáng nay đi cái Santo đuôi chuột nha các bạn. Santo đuôi chuột mới làm. Đó. Ra thở liền không? Dí theo cái ra thở liền không? Vô rồi các bạn, đi kìa. Trời ơi anh Sang ơi chết em. Trời ơi anh Sang ơi chết em. Bỏ đi xa quá. Chết em, nó quấn vô bự lúa. Bỏ gì, bỏ đi xa quá. Bên đi nhờ sát bên nè, bỏ đi xa quá phải không? Đi nhờ rét rét mà. Bỏ đi xa nó quá. Nó quấn vô bự lúa luôn các bạn. Nó quấn vô bự lúa các bạn, khùng ghê không? Ôi dồi, ba lạng. Cá bằng cá qua dắt chiều ha. Nó bị sượng mỏ. Tụt ngay lỗ chỗ nó tát cái bút rồi đó. Cắn cái mạnh không? Vô nhái lại các bạn. Chiều nay về phạt ăn cháo không á. Xin lỗi. Chắc con đó cá đực quá. Đực nó ăn trước. Trời ơi, cái sang cái dí cá con kìa. Chừng bọn luôn kìa. Cái nằm ngoài. Xa quá các bạn, cuối tầm nhợ luôn. Sững rồi, dứt rồi, dứt rồi các bạn ơi. Đừng cho nó xanh tô nha anh Sang. Lên ực. Lên các bạn ơi. Vô má đầu à. Vô má đầu. Sao? Nãy em tưởng là ai? Trời ơi. Cá là cho em nuôi đấy. Thôi chị. Cá là cho em nuôi đấy. Em Út lâu lâu thích nghiệp đi câu bữa rồi xuống cá ăn. Chị Sáu đang cắt Trời ơi nãy gì mà không mãi bắt thấy mình có tông kêu à. Cắt xả mà nãy giờ nhìn nhìn không ra. Nãy nãy nắng bụng vậy hả? Cái đợt hai cái vậy? Được ha. Nó phải ực đó mà. Con này nhỏ hơn con nãy nhiều. Hai con rồi chị. Từ bày nó dựng. Cái ruộng này giờ cá thiếu gì đó. Ở nhà gì đâu? Ổng nhà. Ở
tăng điện anh. Ôm mỏi thoát con cái câu hoài nó không chịu ăn. Cá dần dần. Cái lỗ chỗ đó nãy giờ có một con nằm đó đó. Lỗ chỗ đó có một con tát ực ra đó, con cái đâu có tiêu luôn. Đấy. Đổi cần thủ rồi. Nãy giờ quên giới thiệu bạn, đây là cần đập trâu. Nope. Tôi chuột mới chát luôn á. Mới làm tay quay rồi. HD gọi nó tên mình. Mới chưa êm máy ha. Vô lội nổi sình. Lấy nhái nữa rồi. Sập không? Sập không? Giờ mới sập phải không? Tột nữa các bạn ơi. Tí bữa giờ không câu lạnh tay à. Hả? Không, mới vô ghi bạn liền rồi. Không không, sập rồi. Vô nháy mới làm lại các bạn ơi. Lấy cái lấy nháy nữa rồi. Trong vỏ không có cần đập trâu quăng đi ớn rồi chứ, cần là đúng cần cà mau rõ ràng sừng hả? Cần. Nhóm lên coi không coi quất từ từ. Okay, các bạn vô lên bự lắm, tí gặt cái nữa không, tí gặt cái lưỡi này dính là đụng mà hết chạy lên bạn ơi. Ủa không phải nó. Quá bạn ơi. Không phải nó. Phải không? Không phải. Vậy là cá đực. Cái này cá đực rồi nè. Cái bụng cá đực đó. Đem đồ lại đây luôn. Đem đồ đây luôn. Hay quá các bạn ơi. Máy vừa hết pin chấm đỏ luôn. Giờ lên cái ra anh thấy ơi. Lấy bạn vô con mắt luôn. Mập ù luôn bạn ơi. Cá đực hay cái này. Cái bụng dần dần chắc cá đực cá cái quá. Không phải con cá nãy giờ. Trời ơi, bể mắt luôn. Gỡ, cầm gỡ đi. Cá nãy bự lắm, cá nãy xanh tô bự lắm, trên clip còn mừ. Con mắt của ta còn quậy. Lưỡi này vô mắt ngày qua, lưỡi kia nó cũng quýnh vô mắt thôi. Má lưỡi này con ngon mà đủ má già hết luôn à. Tôi còn hai cái đó, bữa anh Sang đưa đó. Trời, bắt nhá đực luôn. Cái nè. Còn cái. Cái nãy nó quất nó sực cái thấy nhợ nó đi rồi đâu mà giật luôn. Nhóm nó... lên cái giật nhợ nó đi rồi. À, tôi quên dặn mày tại vì nó ăn hại xảy hết cái rồi nó nhát rồi, từ từ. Nó được phải không? Nãy nó rớt hết mấy cái răng rồi. Lấy nhỏ hết mấy cái răng hả? Giờ tới tao lấy con mắt hả? Ngày hôm qua cũng câu đã đời không cắn, tới chừng hồi ông điện tôi cuốn máy vừa xong cái quăng đường một dứt đó, tát cái con đó. Hai nhóm mà ừ.
Đó. Vô tí. Vô. Nhỏ đâu, con này bự hơn con nãy chứ. Ủa. Các bà hay vậy? Bà ha, nó mà thấy bóng nưỡng hả? Hay quá Thí ơi. Nó kêu máy tắt thấy tới giờ ăn rồi. Để cái này về luôn hả? Ủa con này mới đúng con cái nè. Hay quá các bạn ơi, lên hết hang. Tí vô mới được. Trời nắng quá, mình xin kết thúc buổi đi câu các bạn ơi. Bây giờ không có đi câu đâu, cũng không có làm clip. Khu này đẹp quá mà cá nó không chịu ăn. Rồi, tạm biệt các bạn nha.